Năm 1776, giữa trận chiến khốc liệt ở thung lũng Buồn Ngủ, một kỵ sĩ đã tử trận theo cách rất rùng rợn. Anh ta bị một viên đạn pháo bắn vào đầu. Người kỵ sĩ được chôn cất tại nghĩa trang nhà thờ, nhưng cơn oán giận ngăn anh ta yên nghỉ. Mỗi đêm, cái xác không đầu trỗi dậy từ ngôi mộ rồi phi ngựa khắp thung lũng tìm cái đầu đã mất. Đó là câu chuyện giả tưởng về kỵ sĩ không đầu. Còn đây là câu chuyện thật về một con gà không đầu. Chú gà trống mai nở vào tháng 4 năm 1945 tại một trang trại ở bang Colorado, Hoa Kỳ. Chủ trang trại là ông Lloyd Olson. Mỗi ngày, gia đình ông sơ chế và bán khoảng 40 con gà. Khi Mai được 4 tháng tuổi, ngày định mệnh của nó tới. Tại Việt Nam, chúng ta kết liễu gia cầm qua một vết thương ở động mạch cổ. Dòng máu cung cấp oxy nuôi não bị cắt đứt khiến con vật tử vong. Còn người Mỹ dùng cách đơn giản hơn, họ chặt đầu gà, tức là cắt đứt mọi dây dẫn nối với não. Không còn cơ quan điều khiển cơ thể, con vật tử vong. Ngày hôm đó, cũng như nhiều đồng loại vô danh khác, Mai bị chặt đầu. Sau nhát dìu, con gà bị vứt xuống đất. Nhưng cái xác không nằm im mà bắt đầu chạy hỗn loạn trong chốc lát, rồi từ từ bước đi bình thản. Bạn có thể sợ hãi, nhưng ông Olson thì không. Người nuôi gà đã quá quen với cảnh này. Theo cơ chế sinh học, một sinh vật bị mất não sẽ không tử vong ngay lập tức. Thay vào đó, hệ thần kinh có một khoảng thời gian chết dần. Suốt quá trình này, một số dây thần kinh vẫn có thể điều khiển cơ thể. Những con ếch ngoài chợ chứng minh rất rõ hiện tượng này. Với tốc độ trao đổi chất thấp cùng hệ cơ nhạy cảm, chúng có thể duy trì hoạt động nhiều giờ liền sau khi mất đầu. Đối với những con gà như Mai, khoảng thời gian này tương đối ngắn. Trong phần lớn trường hợp, con gà co giật trong chốc lát, hoặc là bước đi loạng choạng trong vài giây. Nhưng đôi khi nó có thể chạy vô thức trong vài phút. Có hẳn một câu thành ngữ tiếng Anh dựa trên hiện tượng này, chạy quanh như gà không đầu, ám chỉ những người làm việc hăng hái nhưng không hiệu quả cho lắm. Tuy nhiên, đó không phải trường hợp của Mike. Trước sự ngạc nhiên dần đều của ông Olson, con gà khệnh khạng đi quanh trang trại từ sáng tới chiều. Buổi tối trước khi đi ngủ, ông nhốt nó trong một cái hộp. Sáng hôm sau, ông sửng sốt khi thấy Mike vẫn đang ngủ ngon lành. Không còn nghi ngờ gì nữa, sinh vật này còn sống. Tại sao chuyện quái dị này xảy ra? Nói ngắn gọn thì Mike đã thoát chết nhờ mẹ vợ ông Olson. Chuyện là ngày hôm đó, bà tới trang trại chơi và dự định ở lại ăn tối. Món ăn ưa thích của bà rất đặc biệt, đó là món cổ gà nướng. Để chiều lòng mẹ vợ, ông Olson đã cố gắng chừa lại tối đa phần thịt cổ gà mỗi khi hạ dìu. Đối với Mike, ông đã hơi quá tay. Nhát dìu quá sát phần đầu đã chừa lại tới 80% bộ não của con gà. Ngay cả người nhiều kinh nghiệm như ông Olson cũng khó nhận ra điều này. Với cấu tạo hộp sọ nhỏ nhưng hai hốc mắt lại lớn, não gà bị dồn về đuôi hộp sọ theo một góc nghiêng. Trông như nhát dìu đã lấy đi toàn bộ hộp sọ, nhưng thật ra nó mới chỉ chém ngang mặt, lấy đi phần thùy não của con gà. Phần thân não, nơi điều khiển các chức năng thiết yếu như thở, tiêu hóa, di chuyển, v.v. bằng một cách nào đó vẫn có thể tiếp tục làm việc. Khó tin không kém là việc tĩnh mạch cảnh ở cổ con gà cũng thoát khỏi nhát dìu. Bộ phận này rất quan trọng, nó vận chuyển máu từ khu vực đầu trở về tim và hoàn thành vòng tuần hoàn. Nếu nó bị chặt đứt, Mai chắc chắn tử vong. Cuối cùng, một cục máu đông đã kịp bịt phần lớn vết thương, ngăn Mai tử vong vì mất máu. Bằng cách nào đó, ba việc khó tin đã cùng lúc xảy ra, giữ con gà không đầu sống sót. Không phải nhà khoa học, đương nhiên ông Olson không hiểu vì sao con gà còn sống. Nhưng ông biết rất rõ mình cần làm gì với con gà. Ông Olson đem Mai đi quanh thị trấn, đánh cược với mọi người rằng ông có một con gà không đầu còn sống. Và đương nhiên là ông ấy thắng đậm. Không mất nhiều thời gian để tin tức lan truyền khắp nơi, rất đông người dân địa phương kéo nhau đến xem con gà không đầu. Không bỏ qua cơ hội, gia đình ông Olson bắt đầu tổ chức các buổi biểu diễn ở nhiều nơi trên nước Mỹ với giá vé vào cửa khoảng 25 xu. Khán giả sẽ được tận mắt thấy con gà đi lại quanh sân khấu, trong khi đầu của nó được để trong một cái lọ. Có tin đồn cho rằng cái đầu thật của Mai đã bị mèo tha mất từ lâu, trong lọ chỉ là đầu của một con gà khác. Nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm, phần còn sống của Mai mới là thứ hút khách. Ở giai đoạn nổi tiếng nhất, ước tính Mai kiếm về cho chủ 4.500 đô la Mỹ một tháng. Theo tỷ giá hiện tại, con số này là gần 2 tỷ đồng. Một con gà để trứng vàng có thật. Việc chăm sóc một con gà không đầu như Mai hóa ra lại rất đơn giản. Mỗi ngày, gia đình ông Olson nhỏ sữa và nước qua đường thực quản của nó. Đôi khi, họ cũng cho con gà nuốt những hạt ngô nhỏ. Được chăm sóc chu đáo, từ một chú gà cỡ vừa nặng 1 kg, Mai đã tăng tới 3,5 kg.
Bản thân Mai không có dấu hiệu bất thường nào, ngoài giờ đi diễn, nó vẫn sống ở trang trại mà không hề bị đàn gà kỳ thị. Mai vẫn có khả năng giữ thăng bằng tốt khi di chuyển, vẫn có thể rỉa lông, bới đất, thậm chí là cố gắng mổ thức ăn dưới chân. Đôi khi nó cũng cố gắng gáy như một con gà trống bình thường. Điều bất thường duy nhất có lẽ là việc Mai không còn hứng thú với gà mái nữa. Trước sự nổi tiếng của Mai, những người nuôi gà khắp nước Mỹ bắt đầu có chung một ý tưởng. Họ cố gắng bắt chước ông Olsen tạo ra những con gà không đầu. Nhiều người còn đến gặp ông Olsen để dò hỏi cách làm, nhưng cũng giống như họ, ông ấy không biết câu trả lời. Không biết những người nông dân tham vọng đã phải thử đi thử lại bao nhiêu lần, theo bao nhiêu cách khác nhau với đàn gà của mình. Nhưng chưa có ai thành công cả. Sự nổi tiếng của Mai đem tới sự thịnh vượng cho gia đình ông Olsen và cũng giúp con gà sống thêm được 1 năm rưỡi. Nhưng đây đã là đoạn kết của câu chuyện. Mùa xuân năm 1947, gia đình ông Olsen có một chuyến du lịch và đương nhiên họ không thể để tài sản quý nhất của mình ở lại trang trại được. Họ đem Mai theo. Giữa chuyến đi, khi gia đình đang nghỉ qua đêm tại khách sạn, họ giật mình khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ con gà. Mai đang bị sặc sữa. Sau bữa tối, dịch nhầy dính ở cổ họng đã bít đường thở của nó. Thật trớ trêu, họ không tìm thấy dụng cụ để loại bỏ chất nhầy, khiến con gà dần ngạt thở và tử vong sau vài phút. Ai mà ngờ được việc uống sữa còn nguy hiểm hơn việc bị chặt đầu. Không rõ vì lý do gì, ông Olsen quyết định giữ bí mật về vụ việc. Các buổi biểu diễn bị hủy bỏ, mọi người đồn đoán rằng ông đã bán con gà cho một người giàu có nào đó. Phải hơn 30 năm sau, ông Olsen mới tiết lộ câu chuyện cho cháu mình. Ngày nay, tại quê nhà của Mai, người ta tổ chức hẳn một lễ hội thường niên vinh danh chú gà. Sự kiện chính của lễ hội là cuộc thi chạy với trang phục cosplay gà không đầu. Có nhiều tranh cãi quanh câu chuyện của Mai. Nhiều người cho rằng con gà đã bị đối xử quá tàn nhẫn. Ông Olsen nên hoàn thành công việc với một nhát dìu nhân đạo thay vì lợi dụng con vật tội nghiệp để kiếm lời. Cũng có người ủng hộ cách làm của ông ấy, vì dù sao sống không đầu vẫn hơn là chết. Mai đã được chăm sóc tốt hơn nhiều những con gà vô danh khác và còn được trải nghiệm sự nổi tiếng. Về phía Mike, nó chưa từng lên tiếng phàn nàn bất cứ điều gì từ khi bị chặt đầu, nên không ai biết con gà nghĩ gì.